Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều nay hai chồng mình lên sông thả bầy dạo lưới chơi bạn ơi, kiếm cá vàng. Giấc này nước cũng ngon ha, nước im im nè, đúng bài luôn, gió ghiếu ghiếu nữa. Thường thường mấy con nước chiều này mình hay đi thả lưới lắm, tại chiều cũng rảnh nè. Lên sông thả dạo lưới anh hên kiếm 1-2 ký cá vậy đó, về ăn là ngon lành luôn. Lưới cũng mới thả xong mà, tại lưới nằm xích nẳng kìa. Chiều nay chở nguyên một cây táo mà có sâu rồi, táo này có sâu đó, con sâu trong trái táo đó. Giấc này lên sông vừa thả lưới vừa ngắm cảnh chiều là đúng bài luôn. Có cục mây bên đó bạn nhìn đã à? Đó. Nhìn giống gì biết không, nhìn giống giống như là cái con sò điệp vậy đó. Thả lưới này chứ nó cũng đơn giản lắm, mình canh nước nó gần đứng á, cái mình lên mình thả xong cái nước nó chảy quay đầu ra là cuốn rồi. Tầm tiếng ngoài hồ là xong dạo lưới rồi. Trời chiều nay đẹp quá, nước tĩnh lặng luôn, im ru à, không có ít sóng, ít gió, ít ghe chạy nữa. Khu đầu voi huyền thoại, chỗ cái trụ là chỗ bánh chài mình đó, đằng nào chài cũng cá nhóc chân. Phía bên này là kinh cũ, phía bên tay trái nè, kinh cũ rồi chạy về mang cá, mang cá cũng nói đùa với kinh bên đây à, kinh bên đây là kinh sáng, đi thẳng là về Phụng Hiệp. Ở đây chổng khoảng 17-18 cây vậy. Hai con kinh nối đuôi nhau bằng cái đường kinh nhỏ, kinh này thẳng gan luôn ha, đúng thẳng luôn á, siêu thẳng luôn. Hôm gà lâu quá không ra kinh sáng, đây vớt cá ta, để nước sau treo bè đây vớt nữa. Có cá đầu tiên, cá dẫn. Chiều nay không có ai cao kê chân, mấy ghe làm quá kêu ngay nhức đầu được chứ.
Đây, có cá giảnh đầu tiên. Mệt quá. Nhét chân xong rồi. Vô rồi. Ba con. Quá êm. Hai cái dảnh còn mình dinh. Cái hơn con nước chèo này thả nào chặt lắm. Thả lụm mà. Dảnh quá bự luôn. Đây. Dảnh bự. Thấy tình hình là ổn rồi đó. Cá dảnh. Nước này ẩm hỉnh nè, thọt cái giò xuống nóng hổi à, đã lắm. Chiến đấu với mấy ghe rồi chứ mấy ghe làm quá. Ê. Mày dính. Nay cái dảnh cái mày dính đều à. Con cá, có xì tim. Mê dinh. Nay ngon rồi. Đúng. Ký cá về đó. Vô rồi. Nay vào to rồi. Bự không rồi ha. Bự luôn à. Kiểu này sáng có đi chợ rồi. Phải rồi. Hả? Phải rồi nghe nó có đi chợ là phải. Có đi chợ rồi, có lúa. Không? Có đi chợ là có cây dừa. Không tới cây dừa đâu mà. Biết đâu nữa. Hồi dính con Hugo mười mấy kg sao? Nè, sao không? Về chưa?
thả lưới mà dính dưa leo. Dưa leo chắc mấy con cá đâu canh quá. Nồi canh của con cá, hai con nãy đó. Xíu tới hướng đó. Hai ba bên, hai ba lỗ gì từ lưới cho người ve kêu đó, hết biết đường rồi. Đó, 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 cá đó, cá đó. Con này mới dính nè. Dừa dễ cho mày xảy được. Quá rồi, hướng đó nữa. Có hướng này chưa nè. Chút xíu lên giờ nè, chắc đang cơm. Vô rồi, lía 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 rồi. Bởi vì mình canh đúng nước mà lên sông là cơ hội cá cao lắm. Sông buồn màu tím qua lục bình luôn. Vui chết là buồn, ta ăn cá nhóc chừng.
giọng ca đó ca tôi tụi với giọng ca của mẹ mình. Mà chắc không bằng của mẹ mình đâu. Dính có mặt lưới một à, dễ gỡ. Mới đầm mà còn nó mới dính luôn. Mé bên đây chắc ít hơn quá à. Mé bên này chú dằn lưới mé. Ít hơn bên kia. Mà nãy giờ thấy cũng dính đều đều. Ê, bữa gì đó. Thấy phì lưới tính đâu Hugo, thấy gậu gì luôn. Hugo luôn. Kìa, dính lại không con? Ê, dính lại rồi. Bỏ không phải con khác. Dính dữ nha. Con khác. Dám nhận hả Huy, dính dữ chưa? Dính dữ rồi. Hoa cự đi trước nắng quá em kêu đi sau lưng mẹ đi. Cái nó nói á, đi sau lưng mẹ hả? Mát dữ chưa? Cự giá rồi. May ngộ ha. Nằm hoài luôn á. Ừ. Trời không có gió. Trời không gió may nằm hoài nó tan. Ê. Ui ui, dữ lắm ơi, một người luôn. Ừ, một đùi luôn. Chi đem ủng luôn. Trời mắt quá à. Nè, lên nè. Wow, to đấy, còn nữa. Đáp bóc đã trời nè, đáp nè. Nè, mỏ nè. Ơi, nè. Xịn bóng luôn. Đó. Đáp quá đáp rồi. Bự nha, con này bự nhất nãy giờ á. Đó. Chữ cái gì á? Nè. Đồ, hình như còn con bự nữa, thấy xịt thêm bự lắm. Nùi dữ nha. Một nùi một con.
một con một đùi. Rồi gắng kiếm con nữa thôi. Đó, đậm. Đậm. Ê kìa kìa, bệnh nó luôn rồi kìa. Kiếm con được hai hả? Ngon rồi. Hên hên dính con không? Còn chót lưới nè. Kiếm con được hai con, còn xin thêm con nữa. Thêm nữa. Quá em, quá cá luôn, một đống luôn, cá bự bự luôn mà. Lên sông thả lưới mà có cá đều 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 những cái nó sung ha, xiên đi thả nữa. Năm nay thấy có lý nè, không gà thả lưới bữa nào cũng trúng cho nha. Khui hàng, ủa cá bự bự không à, đã thì chứ. Mấy cá này là bán mới có tiền không à. Con này bự nhất nè, đã ha, ngon ngon không à. Đa số là cá mì dinh nhiều, mà mì dinh lúc này bự bự không ngon thì chứ, cái rảnh thì ít. Con này dính đầu tiên là xe buýt rồi. Em lên đi có chiên nha, chiên. Ngon thiệt chứ, cá bự bự không à. Mì. Thả lưới gì thì đi thả hoài luôn. Rồi, mở cái gọng cộng bằng lai cá nó cũng yếu yếu. Như đây chắc cũng trên 3 kg á, 3 kg mấy á. Đã thiệt chứ. Sướng tay, sướng tay. Để coi tình hình ngày mai cái rảnh nè. Độ ta lưới kia rồi cô Lão Điệp lúc trước tặng mình đó, vô phao thả luôn, lúc nước này có cá thả hai tay thả mới đã, chân tay thả không đã. Chân tay lưới 8 phần mình nó đứt hôm gà chưa có nấu rồi nữa. À, vô bự. Ủa, cá mà dinh vừa bự không mê thiệt chứ, mập nè. Tháng này trở lên cá ngon lắm, mập lù. Nghĩ kìa, nằm luôn. Ủa. Con cá lưỡi mèo mắc cười thiệt chứ. Nè, lưỡi mèo nè. Cá hai mặt, mặt trắng mặt đen. Cá này ăn ngon lắm, thả đi con còn biến nha. Cuốn ra luôn rồi nè, như cái lá khô quá. Đi đi mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.